Rồi Quang Tây xin chào con và các bạn nha. Hôm nay cập nhật giá lồng ngày 28 tây tháng 10. Thì giá lồng hôm nay thì thanh lồng ruột trắng tiếp tục tăng khoảng 1.000 đồng một ký nha. Thanh lồng ruột đỏ cũng tăng khoảng 1.000 đồng một ký. Thì buổi sáng nay thì hiện tại các kho đã tăng cho bà con mình ruột đỏ khoảng 1.000 đồng một ký nha. Hiện tại ruột đỏ hàng về kho, hàng loại 1 thì nó nằm giá 22.000 đồng một ký. Loại 2 nằm giá 17.000 đồng một ký. Loại 3 nằm giá 12.000 đồng một ký. Loại 4 nằm giá 5.000 đồng một ký. Hàng ngang trộn 4.000 đồng một ký nha. Thì hiện tại lái mua xô tại vườn cho bà con mình thì từ 7 đến 8.000 đồng một ký. Đó là thanh long ruột đỏ nha bà con. Còn long ruột trắng hiện tại thì hàng đẹp về kho có giá từ 15 đến 17.000 đồng một ký. Hàng sàn có giá từ 13 đến 15.000 đồng một ký. Hàng thường có giá từ 11 đến 13.000 đồng một ký. Hàng dạt khoảng 3-4.000 đồng một ký nha. Thì giá lông ruột trắng mình cập nhật là giá lông ruột trắng mình cập nhật theo cái giá hiện tại ở ngoài kho ngoài Bình Thuận nha. Thì ở miền Tây thì ruột trắng có thể rẻ hơn khoảng 3.000 đồng một ký. Rồi thì bà con nào mình chưa đăng ký kênh thì mình có quan tâm thì nhấn đăng ký kênh nha. Đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất, để bà con mình cập nhật được cái giá mới nhất để bà con mình cắt bán nha. Rồi xin chào bà con các bạn, hẹn gặp lại video sau nha.